Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hóng Showbiz và bản tin ngày 2 tháng 7 hôm nay của chúng tôi có những điểm tin chính sau đây. Chân dung người đàn ông yêu cầu tìm bạn gái còn trinh tiết khi tham gia chương trình hẹn hò. Tin tiết mới vụ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ thứ tư tấn công. Bà Phương Hằng livestream tâm sự, tiếp tục vạch trần nhiều sự thật bất ngờ. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nói gì khi lọt bảng đấu tử thần ở vòng loại 3 FIFA World Cup 2022? Gần đây, các chương trình truyền hình với chủ đề mai mối, ghép đôi liên tục gây chú ý khi xuất hiện những nhân vật phát ngôn đặc biệt. Trong khi mạng xã hội vừa lắng xuống câu chuyện về cô gái Đoan Minh, thì mới đây lại xuất hiện thêm một nhân vật mới. Cụ thể, một người đàn ông tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa đã yêu cầu tìm bạn gái còn trinh tiết, đồng thời có nhiều phát ngôn và hành động khiếm nhã, kém duyên ngay trên sóng truyền hình, khiến nhiều khán giả ném đá không thương tiếc. Trong tập phát sóng mới đây của chương trình Hẹn Ăn Trưa, khán giả có dịp gặp gỡ hai nhân vật chính là anh Nguyễn Văn Lộc, 39 tuổi, quê Đắk Lắk, làm nghề xây dựng và chị Lỗ Kim Bửu, 39 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là một nhân viên giao hàng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cuộc trò chuyện làm quen của cặp đôi diễn ra như bao cặp đôi khác. Nhưng ngay trong chương trình, người xem phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí là cảm thấy sốc trước những phát ngôn và hành động khiếm nhã của nam chính trong chương trình. Cụ thể, anh Nguyễn Văn Lộc, nam chính của tập này cho biết mình có mang theo một cuốn cẩm nang chọn vợ, trong đó liệt kê đầy đủ các tiêu chí chọn bạn đời của mình và đặc biệt là phải trinh tiết tuyệt đối, còn đàn ông thì không cần vì sách không đề cập đến. Nhân vật nam chính này đưa ra yêu cầu thẳng thừng và có phần kém duyên ngay trên sóng truyền hình rằng: "Tôi ghi yêu cầu từ đầu là tuyệt đối phải trinh tiết, sách này người ta yêu cầu thế kia mà." Ngoài tiêu chí này, anh Lộc còn đưa ra nhiều yêu cầu khác như hai bên phải tương đồng, khỏe mạnh, hòa đồng. Anh cho biết mình đã trải qua một vài mối tình, mỗi cuộc tình kéo dài vài năm nhưng không có duyên thành vợ chồng. Về phía nhân vật nữ, khi đề cập đến vấn đề này, chị Kim Bửu cho hay ngay từ nhỏ chị đã gặp phải một tai nạn và từng bị chảy máu, do đó hiện tại chị không xác định được mình còn trinh tiết hay không. Tuy nhiên chị khẳng định mình chưa hề biết tình yêu là gì và chưa hề yêu đương lần nào. Nghe vậy, anh Lộc liền đáp trả một cách rất khó hiểu rằng nếu nói sai rồi khi bà giáng xuống có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm. Để dịu bớt không khí có phần sượng sùng, MC Cát Tường đã phải lên tiếng bênh vực đàn gái vì có thể chị Kim Bửu nói đúng sự thật. Tuy nhiên anh Lộc vẫn tìm lý do khác để đáp trả. Nếu đúng thì thôi, nếu nhìn bề ngoài cảm thấy tương xứng với nhau thì cũng được. Đến khi cánh cửa tình yêu giữa hai nhân vật mở ra, ngay khi vừa nhìn thấy chị Kim Bửu, anh Lộc đã lộ rõ vẻ bối rối và dường như không muốn tiếp tục chương trình. Người đàn ông này nói thẳng ngay trước mặt nhân vật nữ, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của tôi. Thậm chí người đàn ông này còn có hành động khó hiểu khi có ý muốn đưa phần quà mình đã chuẩn bị dành tặng cho bạn nữ để đưa cho MC Cát Tường. Cuối chương trình, nhân vật nữ Kim Bửu đã có lời tâm sự rằng, anh chỉ tôn cuốn sách gì đó của anh thôi mà như vậy thì khó gặp lắm, thời buổi bây giờ không có đâu. Ngay khi chương trình lên sóng và được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước thái độ và lời nói của anh Lộc. Nhiều cư dân mạng cho biết cảm thấy thương cho nhân vật nữ chính vì không được tôn trọng, đồng thời gửi lời chúc cho chị Kim Bửu sớm tìm được hạnh phúc của mình. Được biết, hoàn cảnh của chị Kim Bửu khá đáng thương. Theo chia sẻ của chị, cả bố mẹ và các anh trai đều đã qua đời. Bản thân chị vất vả mưu sinh nên không có thời gian để tìm hiểu và có một mối tình nào. Đến chương trình này, chị mong muốn tìm được một nơi để dựa vào, nào ngờ lại gặp trúng một người đàn ông không tôn trọng mình. Điều này càng khiến khán giả bức xúc hơn. Hiện câu chuyện anh Nguyễn Văn Lộc yêu cầu bạn gái trinh tiết trên sóng truyền hình vẫn đang gây xôn xao khắp mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc diễn viên Hoàng Yến đóng vai cô Xuyến phim Về Nhà Đi Con bị chồng cũ thứ tư đánh khiến dư luận xôn xao, mới đây những người chứng kiến sự việc đã chia sẻ thêm nhiều tình tiết mới. Vừa qua, vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ thứ tư đánh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mới đây, diễn viên Hoàng Yến cùng những nhân vật chứng kiến sự việc ngày hôm đó đã có những chia sẻ mới nhất liên quan đến sự việc. Cụ thể, một nam thanh niên 19 tuổi chính là người đã cứu Hoàng Yến thoát khỏi nguy hiểm ngày hôm đó cho biết, anh thường đến quán cà phê nơi diễn ra sự việc thì từng gặp Hoàng Yến cùng với chồng cũ nhiều lần. Nam thanh niên này cho biết, trước đây cả hai vợ chồng Hoàng Yến từng nhiều lần mâu thuẫn nhưng không quá lớn. Riêng ngày 26 tháng 6, sự việc chồng cũ tấn công nữ diễn viên Hoàng Yến xảy ra, nam thanh niên này đã lao vào can ngăn nhiều lần, nhờ đó mà Hoàng Yến có thể thoát được nguy hiểm. Sau đó, nam thanh niên này mang tâm lý lo sợ bị trả thù. Còn về phía chủ quán, người này cho biết, ban đầu chồng cũ Hoàng Yến đã nói rõ là sẽ không làm gì, chỉ nói chuyện, nhưng sau đó lại đánh nữ diễn viên.
Khi người chủ quán này can ngăn thì chồng của Hoàng Yến đe dọa đánh luôn cả người này. Hiện diễn viên Hoàng Yến đã gửi đơn đến cơ quan công an để tiếp tục xử lý vụ việc. Sau khi bị chồng cũ tấn công, diễn viên Hoàng Yến đã tổ chức họp báo thông tin tới người hâm mộ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng lên livestream tố cáo chồng cũ nợ nần. Cô Xuyến trong phim Về Nhà Đi Con cũng cho biết đã gặp luật sư và tiết lộ sẽ khởi kiện chồng cũ thứ tư. Đúng như lời hẹn, ngày 1 tháng 7, bà Phương Hằng tiếp tục xuất hiện trên livestream để tâm sự với người theo dõi. Đồng thời, nữ đại gia cũng tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị, vạch trần hành vi sai trái của VH, người bạn thân đã từng tố cáo bà quỵt nợ trước đó. Trong livestream mới nhất vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tục có cuộc trò chuyện với người theo dõi về các câu chuyện dư luận quan tâm gần đây. Trong đó, bà Phương Hằng có nhắc đến việc mình cống hiến 4 hectare đất trị giá 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bà Phương Hằng, nhiều báo chí viết bài cho rằng phải xem xét việc vợ chồng bà Phương Hằng hiến đất. Điều này khiến bà chủ Đại Nam cảm thấy bất mãn và khó chịu. Bà chủ Đại Nam nói rằng, chúng tôi ăn ở như thế nào, chúng tôi đã làm gì để phải đối đầu, cư xử với chúng tôi đến như vậy. Nếu người không có tâm thì chẳng muốn tặng hay đóng góp gì cả. Chúng tôi không cần ca ngợi, nhưng đi cho mà phải xem xét có nhận hay không thì thật là mắc cười. Giờ tôi nói rõ ràng, tôi không cống hiến cho Bình Dương nữa, tôi sẽ gửi thẳng cho chính phủ, thủ tướng, nếu có nhu cầu cần thì dùng để giúp đỡ cho dân. Đặc biệt trong livestream, bà Phương Hằng cũng tiết lộ nhiều câu chuyện về người tên VH là người tự nhận là bạn thân bà Phương Hằng và tố bà Phương Hằng quỵt nợ bán trinh năm 16 tuổi. Chính tiếp theo nữa là quý vị cũng biết rằng là Việt Hà, tôi mới phát hiện Việt Hà ra mà hoàn toàn tôi bất ngờ. Tôi chơi với Việt Hà năm 2017, gặp nhau ở tại chùa Giác Ngộ. Khi tôi đi giao lưu ở đó thì khi tôi bước chân ra thì Việt Hà đi đến làm quen với tôi, sau đó xin số điện thoại và về làm quen với tôi, chơi với nhau thì cũng có qua lại. Khi đó, tôi phát hiện ra đó, Việt Hà có một cái dạ thâm rất là ác. Khi chơi với nhau á, chưa bao giờ tôi nghe Việt Hà khen bất cứ một người nào, chỉ có đi nói xấu người khác thôi là tôi đã cảm thấy sợ rồi. Thưa quý vị, thậm chí á, là nói thầy Thích Nhật Từ không ra một cái gì hết. Tôi không muốn nói đâu, cái đó là cái cách sống của mỗi người. Nhưng sau đó đó, có một hai cái sự mất lòng, tôi tự chối, tôi không chơi nữa. Thì chơi với nhau có 3 tháng thôi. Thì trong lúc chơi với nhau á, thì Việt Hà, tôi mới biết đó là Việt Hà có một ông chồng người Hồng Kông. Và đặc biệt á, tôi nói cái này Việt Hà nghe nhớ nha. Hai vợ chồng gây lộn nhau, sắp bỏ nhau rồi. Tôi với anh Dũng mới tổ chức đi Vũng Tàu chơi. Có cả Bích Liên nữa. Nhiều lắm. Để vợ chồng nó vui vẻ với nhau. Thì quý vị nghĩ rằng có một người bạn nào trên đời này thấy vợ chồng bạn gây lộn mà mình tổ chức để cho hai người đi chơi để hàn gắn với nhau không? Tôi không nói tôi tốt, nhưng có không Việt Hà? Sau đó, đó thì tôi mới biết đó là Việt Hà đó có ông chồng Hồng Kông. Thì tôi mới tính mua một cái đồng hồ cho con gái tôi, hiệu cà chia ở Red á. Thì Việt Hà nói tôi thì Việt Hà mua cho tôi, mua giùm tôi cái đồng hồ. Sau đó về thì công ty chuyển tiền trả lại cho Việt Hà. Cái đồng hồ Cartier đó bây giờ còn lăn lóc, con tôi không đeo. Thì sau nhiều trận đụng chạm á, thì nói tôi đi mượn 55.000 đô và tôi không trả. Đến đó phải đến nhà tôi để gặp chồng tôi để mà đòi. Trời ơi quý vị ơi, tôi bèo vậy sao quý vị? Nói xin lỗi, tôi có nghèo, tôi có khổ, tôi có ham muốn thì anh Dũng cũng mua được cho tôi vậy. 55.000 đô mà nói 500 triệu đô thì nó còn nghe nó có lý một chút xíu, không bằng tôi xài ráng một tí xíu. Nói thật với quý vị, nói với Việt Hà một câu, thành ra mình nói cái gì mình nói cho nó đúng cái lương tâm mình, đừng có nói cái lưỡi nó thụt vô, khó nghe lắm nha. Cái như cái thứ hai nữa đó, quý vị biết rằng khi tôi về tôi sống với anh Dũng, tôi giúp đỡ cho công ty biết bao nhiêu. 55.000 đô mà tôi phải giật nợ để rồi đến đòi anh Dũng. Rồi anh Dũng, trời ơi, chẳng lẽ chồng tôi để cho tôi đến nông nỗi đó mà tư cách con người tôi nó thật chứ. Vì tôi là một người phụ nữ xài sang hào phóng vô cùng,
xài cực kỳ sang và hào phóng với bạn bè vô cùng, vậy mà cũng dựng chuyện ra nói. Thì tôi mới biết lộ ra là con Việt Hà là con Quỳnh Ngọc Thiên Ngương thứ bảy mà tụi nó gây lộn nhau, tụi nó nói với nhau qua nhiều cái mà Von tôi nghe được. Và đặc biệt như thế này nè quý vị, Việt Hà nói với tôi như thế này: chồng Việt Hà là người Hồng Kông, thì chúng ta cũng biết rằng mà mình đi ra nước ngoài á, mình mua đồ mà mình được hoàn thuế ở tax refund ở sân bay đó quý vị. Tất cả chúng ta đi ra nước ngoài đều được được hoàn thuế hết. Thì Việt Hà đó chơi bạn bè đi mua đồ giùm là bằng cách rằng là không phải giùm đâu, là lấy cái hộ chiếu của chồng á, đi đến tất cả các cái thương hiệu trong Việt Nam, nhất là Chanel rồi Hermes. Tôi nói có hay không á thì phải có cơ quan thứ ba vô trốn thuế nha quý vị. Mua xong rồi á, bỏ vô vali xách ra sân bay đi về Hồng Kông, thì ông chồng đó đi ra sân bay lấy thuế. Lấy thuế nha. Lấy thuế xong rồi đi qua Hồng Kông á, một ngày hai ngày xong quay trở về, đưa đồ lại cho cái người cần mua và chia đôi cái tiền thuế đó. Chính Việt Hà kể cho tôi nghe mà. Có không Việt Hà? Và bây giờ cái câu chuyện này muốn biết có hay không á thì hãy cơ quan thuế hãy lấy cái hộ chiếu của chồng Việt Hà mà dò lại hết coi bao nhiêu năm nay á Việt Hà đi làm cái nghề này, đi ra sân bay lấy bao nhiêu tiền thuế sân bay và mua bao nhiêu món đồ và mấy món đồ đó phi tang cho những ai. Nói có sách mách có chứng nha quý vị, không phải dễ vu khống người khác nha quý vị. Trốn thuế lỡ tù chứ không phải giỡn nha. Riêng cái Kim Liên á, Kim Nguyễn á, thì tôi cũng không ngại nhắc tên quý vị đâu. Chồng á thì cũng phải 80 thằng ít nha quý vị. 80 thằng là ít nha quý vị. Nói thật lòng luôn. Nói thật lòng luôn. Và biết bao nhiêu lần thất tình hả chị Liên? 2 giờ đêm ở trong quán bar khóc gào như con điên. Quý vị có biết 2 giờ đêm tôi bỏ nhà, tôi đi ra quán bar, tôi an ủi bả. Mà từ lúc tôi chơi với bả bây giờ thất tình cũng vài chục thằng rồi, không phải mới đây ha. Đặc biệt cái chuyện tình cảm của mọi người mình không có can thiệp ha. Nhưng mà khổ lắm, tôi giúp đỡ biết bao nhiêu. Thậm chí quý vị biết không, nói thì phải nói cho nó hết nha quý vị, tôi dẫn mẹ con á đi 11 nước trên quốc tế châu Âu chơi. Tôi dẫn một cái đoàn đi du lịch đó quý vị, đi chơi một lần 50-60 người, tôi bao cho một cái đoàn đi 9 quốc gia. Có không chị Liên? Cả mẹ cả con có đi chơi không chị Liên? Rồi quần áo ai mua cho chị mặc vậy? Bao nhiêu nữ trang chị đeo trên người của ai vậy chị Liên? Và bao nhiêu lần chị thiếu nợ á, ai cho tiền chị trả vậy chị Liên? Thậm chí cái xe của chị á, mua trả góp á, người ta sắp sửa kéo đi á, ai cho chị 100 triệu để đóng tiền ngân hàng vậy chị Liên? À chị Liên, rồi á con tôi nó mượn chị Liên 6 triệu ông bà. Nó nhắn tin nó mượn 6 triệu. Rồi bà nhắn tin bà mượn lại nó. Giữa người lớn với nhau, chơi với nhau, vậy cũng chụp hình đưa lên. Trời ơi sao mà nó nhục nhã ê chề. Phải nói một điều, thêm một cái nữa vui lắm nha quý vị, có một thằng nhà báo chuyên đi lừa đảo là ban giám khảo chấm cho Kim Liên được giải Á quân. Trời ơi tôi muốn ói luôn quý vị ơi. Cái thằng nhà báo lừa đảo nha quý vị, một thằng nhà báo dởm đàng hoàng nha, có đầy đủ hình ảnh thông tin mà tại tôi không tiện đưa lên. Có không chị Liên? Có không? Bữa nay nè Phương Hằng tôi nói trước mặt tất cả mọi người nè, chẳng cần phải nói sau lưng. Phải không chị Liên? Chị thất tình bao nhiêu lần rồi, chị như con điên bao nhiêu lần rồi. Và tới giờ này tại sao chị vẫn khổ lên khổ xuống, thậm chí bây giờ đi xin từng triệu bạc để có cơm ăn. Tại sao vậy? Chị cào không biết bao nhiêu tiền của đàn ông rồi chị Liên. Chính chị kể mà. Thấy không? Mà có khi nào mà chị đi kể cho thiên hạ rằng là Tết chị không có tiền, thằng nó cho ăn 50 triệu ăn Tết không chị Liên? Rồi 100 triệu trả nợ không chị Liên? Bao nhiêu sợi dây chuyền, bao nhiêu đá bông, bao nhiêu nữ trang chị đeo, bao nhiêu chục cái áo đầm, ai mua cho chị vậy chị Liên? Có con bạn nào như tôi không quý vị? Để ngày hôm nay á, nó đi cấu kết với một đám phản động trong và ngoài nước á, nó đi nói xấu tôi. Đó,
cứ nói từ tốn cho quý vị nghe để quý vị hiểu rằng là ở trên đời này có những con bạn mình chơi hết lòng mà nó chơi với mình là hết hồn luôn. Rồi còn Ngô Trang, ngày xưa nó có một cái quán bar ở trên đường Lê Thị Riêng đó quý vị. Trang ơi, mày có tính hốt chồng tao không Trang? Mày uống rượu xong mày bay vô mày ôm chồng tao, mày xoa bụng chồng tao, đến nỗi bà Liên bà phải kêu tao, bà nói Trang nó chơi trò gì vậy Hằng. Cuối cùng á, tao phải nhắc nhở mày, mày nói mày uống rượu sai mày quên. Rồi tao về tao hỏi anh Dũng, anh Dũng anh đang ngồi nó bay vô nó ôm anh, nó rờ bụng anh đâu có biết đỡ cách nào. Mày có muốn hốt chồng tao không Trang? Rồi thêm một cái cú này mới ngoạn mục nữa quý vị. Chồng của nó với nó đó bị cách ly Covid á, chồng nó là người Malai. Nó là đời vợ thứ 8 của thằng chồng nó nha quý vị. Không phải vừa đâu nha quý vị. Ở Malai cách ly nhau 8 tháng không gặp nhau. Chính anh Dũng á, là người tôi năn nỉ anh Dũng á, làm sao mà kiếm cách cho chồng nó về. Vợ chồng nó xa nhau lâu quá rồi, anh kiếm cách nào anh giúp đỡ cho nó để nó có một vé nó về Việt Nam. Có không Trang? Mày mang ơn tao quá phải không? Để rồi cuối cùng á, mày trả ơn tao bằng cách là mày cấu kết với con Liên, với con Hà, với tất cả mọi người á. Mày đi bán đứng, mày dựng chuyện lên, mày nói cái này có không Trang? Chồng mày về tới ngày hôm nay á, mày tổ chức, mày ăn mừng, mày mời vợ chồng tao đi ra cảm ơn. Không có vợ chồng tao thì giờ chồng mày giờ này còn bị kẹt ở bên Malaysia vì dịch Covid nữa. Quý vị thấy không? Có ai cho mày đá bông trên tay mày đeo cả tỷ không Trang? Giờ này tụi bay cũng chưa trả lại tao cái gì. Tụi bay á, bị ổi đến cái mức mà tụi bay tốt với tao cái chỗ nào, ngoài tụi bay tới nhà tao ăn uống, ca hát nhảy múa, những lúc tao cảm thấy tao buồn, tao rủ rê tụi bay đến nhà chơi. Xe tao tụi bay lái, thấy không? Quần áo tao cho tụi bay ôm về. Tụi bay tốt với tao cái gì? Bữa nay á, lỡ xấu rồi nhục chứ quý vị một bữa. Kể ra những con bạn cho quý vị biết những cái bộ mặt trắng đen của tụi nó, và hỏi ngược lại tụi nó làm được cái gì cho tôi chưa? Theo kết quả bốc thăm bảng đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ ở bảng B cùng Trung Quốc, Úc, Nhật Bản. Ngay sau khi có kết quả, các cầu thủ Quang Hải, Phạm Đức Huy đã có những chia sẻ đầu tiên về quan điểm của mình. Thông tin về vòng loại World Cup 2022 hiện đang được rất nhiều người yêu bóng đá quan tâm. Chiều hôm qua ngày 1 tháng 7, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành bốc thăm hai bảng đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tại khu vực châu Á. Theo đó, kết quả cho thấy đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng B cùng một số đội như Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, v.v. Dự kiến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 3 năm 2022. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ đầu tiên thể hiện quan điểm của mình. Theo tiền vệ Quang Hải, anh cảm thấy rất háo hức với kết quả này. Tiền vệ người Hà Nội cho biết mình hy vọng tiếp tục có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Nhật Bản. Còn với tiền vệ Phạm Đức Huy, anh cho rằng đây là kết quả bốc thăm rất hợp lý với đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ này cho biết đây chính là một tín hiệu vui cho người yêu bóng đá Việt. Giải thích lý do, tiền vệ Đức Huy cho biết, so với các đối thủ ở bảng A, Việt Nam có khả năng dễ chơi hơn khi gặp những đối thủ tại bảng B. Tất nhiên bóng đá thì chưa nói trước được điều gì, nhưng tôi tin với trình độ Việt Nam hiện tại, chúng ta có thể chơi sòng phẳng được với một số đối thủ trong bảng, ví dụ như Trung Quốc hay Oman. Với Oman, họ là đội đậm chất Tây Á, cầu thủ cao to, khỏe. Chúng ta đã có kinh nghiệm đối phó với những đội tuyển dựa vào thể lực và tầm vóc như vậy. Và rõ ràng, so sánh giữa Oman và Syria trong cùng một nhóm, thì việc gặp Oman với Việt Nam là dễ thở hơn. Với đội tuyển Trung Quốc, tôi nghĩ không chỉ tôi, các cầu thủ, mà mọi người dân Việt Nam đều muốn chúng ta gặp Trung Quốc. Hiện thông tin kết quả bốc thăm cùng những chia sẻ của các cầu thủ Việt Nam đã khiến cho người hâm mộ vô cùng chờ đợi đến vòng loại cuối cùng để có thể cổ vũ hết mình cho đội bóng quốc gia. Bản tin trong ngày của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Hóng Showbiz để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.